Sống vì hiện tại. Anh Trung này, mọi việc đang tiến triển rất thuận lợi. Kỳ kiểm tra chất lượng nông sản lần này chắc là chúng ta sẽ đạt được danh hiệu nông sản ưu việt. Tất cả là nhờ vào công sức của anh đấy. Cảm ơn anh đã quá khen. Tôi có làm được gì nhiều đâu. Đó là nhờ công sức của tất cả mọi người mà. À, con gái của anh dạo này sao rồi? Sức khỏe cháu vẫn ổn chứ? Có vẻ không khí của miền quê trong lành rất phù hợp với cháu. Sức khỏe của con bé đã tốt lên nhiều rồi ạ. Vậy thì tốt quá rồi. Nếu cần gì anh cứ nói với tôi, đừng có ngại. Dạ, tôi biết rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm. Ba về rồi. Có khách đến chờ ba từ chiều đấy. Vậy sao con? Vinh, là anh hả? Dạ, Trung, lâu quá không gặp rồi. Anh vẫn khỏe chứ? Cảm ơn anh, tôi vẫn khỏe. Còn anh? Khỏe hơn bao giờ hết. Tôi nghe nói bây giờ anh đang làm chuyên gia tư vấn kỹ thuật trồng nông sản cho bà con ở đây. Thật tình cờ, tôi cũng đang làm chuyên gia kỹ thuật ở thị trấn kế bên. Ồ, vậy sao? Thực ra, hôm nay tôi đến đây là có việc muốn nhờ anh. Có việc gì xin anh cứ nói. Tôi đã trót nhận của thị trấn bên cạnh một khoản tiền lớn để giúp đỡ họ. Nhưng mà thời gian gấp gáp quá, hội thi thì sắp đến rồi. Mà sản phẩm của họ lúc này không thể cạnh tranh được với bên này. Nên... Vậy anh tính sao? Cho nên là tôi muốn nhờ anh thay đổi số liệu báo cáo. Chỉ cần đổi một chút đủ để cho sản phẩm của làng bên cạnh chiến thắng xích sao là được rồi. Tôi sẽ chia cho anh một khoản gọi là bồi dưỡng cho công sức anh vất vả. Anh nói sao? Anh muốn tôi gian dối, phụ công bà con trong làng để nhận tiền ư? Anh bình tĩnh cái đã. Đây là chuyện rất bình thường thôi mà. Hơn nữa, đây đâu phải là lần đầu tiên của anh. Anh... Không phải sao? Khi xưa anh cũng từng nhận hối lộ từ một chuyên gia nghiên cứu tuổi trẻ tài cao. Anh đã bị sa thải, chịu ở tù một thời gian. Ngày đó tôi phải làm điều đó vì hoàn cảnh. Vì con gái của tôi bị bệnh nặng, cần rất nhiều tiền. Hơn nữa tôi đã phải trả giá cho việc đó rồi. Dù là anh có lý do gì đi chăng nữa, nhưng nhận hối lộ thì vẫn là nhận hối lộ thôi. Xem ra cuộc sống của anh ở đây cũng rất ổn. Người dân ở đây còn rất đơn giản, thích hợp để anh làm lại cuộc đời. Nhưng nếu như mọi người biết được quá khứ không trong sạch đó của anh, liệu mọi người có còn tin tưởng anh nữa không? Thế nên anh phải suy nghĩ cho kỹ. Thời gian không còn nhiều nữa. Tôi đợi câu trả lời của anh vào ngày mai. Anh Trung, anh có nhà không? Đây là khoai tôi mới thu hoạch, nên đem tặng cho anh và bé Mai Hương một ít. Chà, tôi tưởng là mình đến sớm nhất, mà hóa ra ông đã đến trước rồi à. Nhà vừa thu hoạch được nhiều rau củ ngon quá, nên đem qua cho ba con anh Trung một ít. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Chào chú Trung, đợt này cà chua ngon quá, nên ba mẹ cháu bảo mang cho chú. Con lại đây một chút, ba có việc cần nói với con. Hương, con nghĩ sao nếu như sắp tới chúng ta phải rời đi chỗ khác ở? Tại sao phải chuyển đi chỗ khác hả ba? Vì trong quá khứ, ba đã làm một việc không tốt. Nếu như mọi người biết được, rất có thể ba sẽ không được mọi người yêu quý nữa. Nhưng nếu giấu đi quá khứ, ba sẽ phải làm một việc không đúng nữa. Việc này sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người con à. Con không hiểu lắm, nhưng mà chuyện của ba chắc cũng giống của con đấy. Hôm trước, con giận bạn Dũng nên đã đâm thủng quả bóng của bạn ấy đi cho bỏ ghét. Nhưng rồi thấy cậu ấy buồn quá, con thấy mình không đúng nên đã xin lỗi cậu ấy. Con cứ tưởng cậu ấy sẽ giận nên không thèm chơi với con nữa cơ. Nhưng cậu ấy lại nói rằng con thật đáng yêu khi nhận lỗi. Đúng rồi con gái, ba rất tự hào về con đấy. Sau khi xem xét, thẩm định các báo cáo gửi về và tận mắt đánh giá các sản phẩm nông sản, chúng tôi quyết định danh hiệu nông sản ưu việt sẽ thuộc về thị trấn Hòa Sơn. Mọi người bị anh ta lừa rồi. Anh ta chỉ là một người nghiên cứu hết thời bị sa thải, thậm chí phải đi tù vì nhận hối lộ. Một kẻ có quá khứ như vậy không xứng đáng ở lại nơi này, không xứng đáng để mọi người yêu quý như vậy đâu. Chúng tôi đã biết điều đó rồi. Sao? Mọi người đã biết rồi ư? Đúng vậy. Cách đây vài ngày, Trung đã kể hết quá khứ cho chúng tôi nghe rồi. Ai cũng có thể mắc phải sai lầm.
nhưng quan trọng là biết sửa đổi và tốt đẹp hơn. Còn anh, một người không ra gì, chỉ biết bới móc lỗi lầm của người khác, không từ thủ đoạn nhằm đạt được mục đích của mình mới là người không xứng đáng xuất hiện ở đây. Xin mời anh đi cho. Cái gì? Các người... Đúng vậy, mời anh đi cho, nơi này không hoan nghênh anh. Cảm ơn mọi người vì đã không chấp nhận quá khứ của tôi. Chúng tôi coi trọng những gì anh đã làm ở hiện tại hơn. Nơi này mãi mãi là nhà của anh. Người lạ. Phim phỏng theo một câu chuyện có thật của cô gái tên Harris, một nữ nhân viên cao cấp của một công ty quảng cáo nổi tiếng thuộc thành phố New York, Mỹ. Cậu bảo sao? Nhà hàng Rooker à? Mình thấy nhà hàng đó rồi, mình vào luôn đây. Cô gì ơi? Anh gọi tôi à? Xin lỗi cô, cô có thể giúp tôi một việc được không? Tôi có thể giúp được gì cho anh nào? Tôi là Valen, từ nơi khác đến đây kiếm việc, nhưng không may trên đường bị cướp mất ví. Cô có thể giúp tôi được không? Anh muốn tôi giúp gì cơ? Tôi, thật sự thì tôi đang rất đói. Từ hôm qua tới giờ tôi chưa có ăn cái gì cả. Cô có thể cho tôi một ít tiền để đi ăn được không? Ok, được thôi. Xin lỗi anh, hôm nay tôi lại không mang theo tiền mặt mất rồi. Cô thật sự không có một đồng tiền nào sao? Tôi chỉ có chiếc thẻ tín dụng này thôi à. Nhưng tôi đang có hẹn, bạn tôi đang chờ trong kia. Tôi không thể dùng nó để mua cái gì đó giúp anh được. Nếu cô tin tôi, thì có thể đưa tôi dùng chiếc thẻ đó, rồi tôi sẽ quay lại đây trả cô, được không? Đưa thẻ cho anh ư? Tôi chỉ dùng nó để mua vài chiếc bánh mì và một chai nước thôi. Cửa hàng ăn nhanh ở khu phố bên kia, tôi sẽ nhanh thôi mà. Nhưng... Đâu rồi? Cậu bảo sắp đến mà lâu thế. Tôi đang ở cửa, tôi vào ngay đây. Thôi được, anh cầm thẻ của tôi đi. Cảm ơn cô. Này anh có thể mua thêm một vài thứ khác nếu như anh cần. Cảm ơn cô. Xin lỗi nhé, chờ mình lâu không? Thế mà bảo sắp đến nơi rồi, mình chờ cậu mất 10 phút đấy. Thôi mà, tại có việc đột xuất ấy chứ. Việc gì thế? À, lúc nãy đứng ngoài cửa, tớ gặp một người. Anh ta nói bị mất ví, muốn xin tớ một ít tiền mua đồ ăn. Tớ lại không có tiền mặt, mà sợ cậu đợi lâu, nên đưa thẻ tín dụng cho anh ta đi mua đồ rồi. Cái gì? Cậu đưa thẻ tín dụng của cậu cho anh ta sao? Lát anh ta mua xong, sẽ mang trả tớ mà. Cậu điên hả? Cậu có biết anh ta là ai không? Sao dám đưa thẻ cho anh ta? Cậu tin anh ta sẽ mang thẻ trả lại cậu hả? Không đến mức như thế chứ. Trong mặt mũi anh ta cũng hiền mà. Trời ơi, sao cậu ngốc thế? Sao lại tin người một cách dễ dãi vậy? Cậu bị lừa rồi đấy. Anh ta nói sẽ quay lại, nhưng quá 15 phút rồi, sao vẫn chưa thấy nhỉ? Cậu có ngồi chờ đến mai, hắn ta cũng không quay lại đâu. Có khi bây giờ hắn đang nghĩ cách để tiêu hết tiền của cậu đấy. Trời ơi, trong thẻ của tớ có gần 1 triệu đô. Nếu hắn tiêu hết thì chết. Đúng là tớ dễ tin người quá. Phải làm sao bây giờ? Nếu tớ mất hết số tiền đó, tớ không biết xoay sở thế nào nữa. Đi, mau ra ngân hàng khóa thẻ lại. Trong thời gian ngắn vậy, hắn cũng chưa kịp tiêu hết đâu. Cô đây rồi. Tôi đã tiêu tổng cộng hết 25 đô. Cô kiểm tra lại xem có đúng không. Gửi lại cô chiếc thẻ. Cảm ơn anh. Sao lại cảm ơn tôi? Tôi phải cảm ơn cô mới đúng chứ. Thật ra tôi phải xin lỗi anh. Xin lỗi tôi à? Vì sao? Tôi cứ tưởng anh sẽ không quay lại. Tôi đã nghĩ sai về anh rồi. Tôi xin lỗi. Làm sao tôi có thể làm thế khi có một người tốt với mình như vậy chứ? Sở thích của con.
đang áo khéo thật đấy ạ. À. Mùa đông sắp đến rồi, mẹ sẽ đan cho hai bố con thêm mấy chiếc áo ấm nữa. Con cũng muốn học đan để đan áo cho bố mẹ. Đàn ông mà đòi học đan với mai vá cái gì, người ta cười vào mặt cho. Xưa giờ, ở bộ tộc ta, phụ nữ thì ở nhà may vá, đàn ông phải đi săn bắt. Ai lại ru rú ở nhà như thế? Hôm nay bố sẽ bắt đầu dạy cho con cách săn bắn thú rừng. Dạ. Bây giờ bố con ta vào núp ở bụi cây kia chờ nào. Bẫy ở bên kia, qua phải đi lợn. Bẫy thú mà con la lên vậy? Sao mà bắt được chúng hả? Dạ con xin lỗi bố. Bây giờ bố sẽ dạy con cách dùng cung tên. Con thử ngắm bắn con chim kia bố xem nào. Con trai của bố giỏi quá, ngày đầu tiên đi học săn đã được một con nai to thế này. Con người ta như thế đấy. Còn con học đi săn mãi rồi mà đến con thỏ rừng cũng không săn được là sao? Con thật là chậm tiêu, mau luyện tập đi. Áo đẹp quá, em đan áo ngày càng đẹp. Không, đó là áo cho con trai của chúng ta đang đó. Hả? Con trai của chúng ta đang à? Con... Chuyện là gì? Thì ra là vậy. Anh à, nhiều người thấy áo thằng bé đang đẹp, muốn đổi hàng lấy áo lắm. Hôm qua có đến 2-3 người đến hỏi. Bố ơi, con không giỏi săn bắn, nhưng con sẽ đan thật nhiều áo đẹp để đổi lấy thú rừng. Nhà mình không lo thiếu lương thực đâu bố ạ. Mỗi người có một năng khiếu và sở thích riêng. Đàn ông săn bắn hay may vá đều tốt cả. Anh không nên ép con nữa. Anh cũng suy nghĩ như vậy. Chỉ làm điều mình thích thì con chúng ta mới có thể thành công và thấy hạnh phúc được. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.